Tin Kushilo. Hỏi Uchiha lần thứ 21. Kushilo giáo phận Phú Cường chào đón các tân Kushilita. Hỏi Uchiha lần thứ 21 được tổ chức tại giáo xứ Phú Cường vào lúc 8:30 ngày 4 tháng 8 năm 2018. Đón các tân Kushilita, những người vừa xuống núi sau khóa 3 ngày, được phong trào Kushilo giáo phận Phú Cường tổ chức tháng 7 vừa qua. Lúc 9 giờ, đọc kinh khai mạc, dâng lời nguyện lên Thầy Chí Thánh, giới thiệu cho các tân Kushilista, ban phục vụ Kushilo giáo phận Phú Cường. Các anh chị em lắng nghe cha An Tôn Hà Văn Minh, linh hướng phong trào, nói về các khóa Kushilo nhằm giúp các Kushilista dạy men môi trường. Sau đó hội nhóm và chia sẻ chứng nhân, cảm nghiệm của các tân Kushilista khi tham dự khóa 3 ngày và quyết tâm sống ngày thứ tư trọn vẹn theo gương Thầy Chí Thánh. Lúc 11 giờ, thánh lễ do cha Tito Trần Nguyên Lãm cử hành, các anh chị em trong phong trào Kushilo giáo phận Phú Cường tham dự sốt sắng. Cha Tito hướng mọi người đến đời sống chứng nhân là môn đệ được sai đi, phải nói thật và sống thật với lòng mình, với anh chị em mình, khiêm hạ trước mặt Chúa, vững tin vào quyền năng của Chúa. Mọi người cùng hiệp nguyện cầu cho quý cha linh hướng, quý anh chị em Kushilista đã qua đời, với những quyết tâm trong đời sống nội tâm, phục vụ anh chị em và xây dựng nước Chúa. Sau thánh lễ, mọi người chụp hình lưu niệm, cầm tay nhau hát bình an của Chúa và ra về trong ánh nắng chan hòa.